Binh sĩ Đài Loan ném đá xua fly cầm trên chốt Tiền Tiêu. Fly cầm nghi của Trung Quốc xuất hiện trên chốt khác ở đảo Tiền Tiêu Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, buộc các binh sĩ ném đá để xua đuổi. Video trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua cho thấy hai binh sĩ Đài Loan tại chốt khác trên đảo Kim Môn tỏ ra ngỡ ngàng khi phát hiện một chiếc fly cầm ở khoảng cách gần. Những người lính này sau đó ném nhiều hòn đá về phía fly cầm để xua đuổi. Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm 24 tháng 8 xác nhận đây là hình ảnh thật, thêm rằng sự việc diễn ra khi một fly cầm dân sự bay trên chốt khác trên đảo Tiền Tiêu Kim Môn hồi tuần trước. Chiếc fly cầm nhanh chóng bay đi sau khi các binh sĩ thực hiện quy trình tác chiến tiêu chuẩn, gồm phát cảnh báo và xua đuổi thiết bị. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong thông cáo, đồng thời nhấn mạnh các vị trí then chốt trên đảo đều được ngụy trang. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Phòng thủ Kim Môn khẳng định chiếc fly cầm bay ngoài khơi ở độ cao 1.000 mét, sử dụng ống kính dài để chụp hình và không xâm phạm vùng trời trên hòn đảo. Tuy nhiên, hình ảnh trong video cho thấy khoảng cách từ fly cầm đến chốt gác khá gần, một trong hai binh sĩ đang cầm máy ảnh để chụp hình chiếc fly cầm theo quy trình tiêu chuẩn. Quan chức này cho hay, cho biết lực lượng phòng thủ chỉ phát cảnh báo qua sóng vô tuyến và không bắn pháo sáng xua đuổi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát chỉ cách bờ biển Trung Quốc đại lục hơn 3 km. Căn cứ trên đảo có nhiệm vụ giám sát hoạt động của không quân Trung Quốc trong khu vực. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đánh giá quần đảo Kim Môn và Mã Tổ là những mục tiêu có khả năng bị quân đội Trung Quốc tiến đánh đầu tiên khi nổ ra xung đột. Đài Bắc kiểm soát hai quần đảo Mã Tổ và Kim Môn nằm sát Trung Quốc đại lục sau khi Quốc dân đảng rút về đảo Đài Loan năm 1949. Lần cuối cùng quân đội Trung Quốc và lực lượng phòng vệ Đài Loan đụng độ quy mô lớn là vào năm 1958 tại hai quần đảo này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Căng thẳng hai bờ eo biển leo thang từ khi Bắc Kinh tiến hành các hoạt động diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan ngày 4/7/8. Nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, quân đội Trung Quốc hôm 15 tháng 8 tiếp tục tập trận sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan, một ngày sau khi phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ed Markey dẫn đầu đến thăm hòn đảo. Máy bay và tàu chiến Trung Quốc tiếp tục hiện diện quanh Đài Loan những ngày qua, trong đó một số tiêm kích đại lục đã vượt qua đường trung tuyến. Ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan.